Có đấy, không phân tích. Có mấy cái video mà không cần của con đấy. Mấy cái game nào, mấy cái ứng dụng nào con không xài con xóa bỏ luôn đi. Mấy cái video ta nói rồi, đăng ký đã tải lên trên rồi thì nó nằm trên đó rồi, thì cần gì đâu phải lưu trong điện thoại.